Quý vị và các bạn thân mến, thì gia đình Ngô Lê đã đi thăm Phú Quốc 4 ngày rồi các bạn ơi. Trong 4 ngày qua thì mình đã đi rất là nhiều chỗ, ngang đi tour 4 đảo, rồi đi thăm cái bãi Gành Dầu và bãi Sao. Ngoài ra còn có thăm cái dinh cậu và một số điểm như là nước mắm Ngọc Trai rồi. Nhưng mà giờ con cái là mình quyết định là phải đi thăm chợ đêm Phú Quốc để ngày mai ra về. Chợ đêm Phú Quốc thì có một cái đặc biệt là đây là một cái nét văn hóa của người dân ở Phú Quốc. Mà chẳng như vậy nghe, ở đây còn bán rất là nhiều những đồ ăn nghe các bạn, đồ ăn nhanh, rồi tất cả các quần áo hay là các quà lưu niệm, trái cây rồi ở đây bán rất là nhiều. Đây là một cái nét văn hóa rất là đặc biệt, chỉ có Phú Quốc mới có được cái nét văn hóa này thôi. Các bạn xem đi, đó là bán đồ rất là đẹp luôn nè. Đồ ở đây nè, đồ ở đây rất là đẹp luôn đó. Đồ bông hoa, đồ rất là đẹp luôn ha. Ở đây có bán loại kem nè, kem nè, đây nè, xem bán kem nè, kem đó chị ơi. Cái này làm kem nè. Thank you. Rất là độc đáo ha. Cái này mình bán lâu chưa vậy em? Dạ lâu rồi. Khoảng bao nhiêu năm rồi? Dạ 3 năm. Vậy là tay nghề cũng điều luyện rồi ha. Mình dân địa phương đây ha, đâu lại đến vậy em? An Giang qua. An Giang qua. An Giang là đi làm mướn cấp xứ mà. Ta đang chuẩn bị phòng cho ba TV và Việt Quốc. Hello. 30 ngàn. Thank you. Cảm ơn. Các bạn thấy không, chế biến kem một cách rất là nhanh nha và công phu nha. Rất là vui, rất là vui luôn. Rất là đẹp. Các bạn biết không, ở cái chợ đêm Phú Quốc này thì có nhiều cái ẩm thực ăn vặt về đêm rất là ngon nha các bạn. Đó, chúng ta thấy là rất là đặc sắc luôn. Rất là ngon nha, thơm rất là ngon. Đi tham quan ngắm cảnh vòng vòng thôi, bên đây có sạp trái cây rồi nè. Ai có uống sinh tố gì không? Đó. Ở đây có một xe trái cây rất là ngon các bạn ơi. Đó. Có sinh tố trái cây luôn. Cái này là cái gì? Đây là
dừa sáp dầm thốt nốt ạ. Dừa sáp dầm thốt nốt. Dầm thốt nốt. Dạ. À, bao nhiêu ly vậy? Dạ, một ly là 50 ạ. 50 ngàn hả? Dạ, đúng rồi. Tại vì một trái dừa sáp là một cây nó chỉ có một trái thôi, mà rất là hiếm đắt. Tức là cái này là mình làm đổ cái gì đổ rồi hả? Cái này là nước thốt nốt rồi. À, nước thốt nốt là chỉ có mù chôm với đường thốt nốt với thốt nốt là 20.000 ly ạ. Thốt nốt đấy. Thốt nốt thốt nốt. Đổ là 40, dầm là 50. Bây giờ là cái món dừa sáp dầm thốt nốt nha mọi người ơi. Đó. Đây. Đây. Đó. Đây, một ly dừa sáp đường thốt nốt rất là ngon. Ăn đi, ăn đi. À, đây là một cái nhà hàng bán hải sản mọi người ơi, tôm hùm nè. Đó. Rất là nhiều tôm hùm luôn, rất là nhiều. À, wow, hết biết tôm hùm. À, đây là một cái chợ đêm Phú Quốc, là một thiên đường ẩm thực hải sản nha các bạn. Ở đây rất nhiều loại tôm hùm và loại cá bống mú, tôm hùm và tôm tích các loại. À. À, đây là có gian hàng đậu phộng nè mọi người ơi, có gian hàng đậu phộng nè, thập cẩm choco đủ vị. Đâu cái nào, đâu đâu đâu, đây trải nghiệm nè. Cái này là gì, thứ gì gì đây? Cái này là vị phô mai à. Phô mai ngon xuất sắc luôn chú. Ngon chú, ngon ngon, rất ngon, xuất sắc luôn, nhiều vị lắm chú. Chú cây mọi người có đủ luôn chú. Mua về làm quà cũng được. Rồi, 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 để chút quà lại nha. Đây là cái chỗ bán đậu phộng của ông Tây nha các bạn. Chú đậu làm quà kia ơi.
Good. Thank you. Cái này là mình đậu phộng trộn gì vậy em? Cà trắng, thử. Rất là ngon. Đây là bún mặn. Này ngon hơn à. Rất là đông vui nha các bạn ơi, ở đây bán nhiều đồ ăn. Bây giờ mà mấy đứa con mình mua đậu phộng, một keo đậu phộng đó. Rất đẹp nha. Một cái chợ đêm của Phú Quốc là một cái chợ đêm văn hóa về ẩm thực rất là đặc sắc và phong phú. Bên đây có cái gian hàng hải sản tự chọn rất là ngon luôn. Gian hàng hải sản tự chọn. Đây có gian hàng kem cuộn Phú Quốc nữa nè. Đó. Du khách đến Phú Quốc đi chợ đêm rất là đông nha tất cả các bạn. Gồm có người nước ngoài và đa số là người nước ngoài đi du lịch đến đây á. Đây có bán những cái gian hàng lưu niệm nè, quà lưu niệm đây cho các chị em nè. Chai hết cô ơi, trên sạp là chai hết, cái nào không phải chai. Đó, đây là toàn là ngọc trai không. Ở Phú Quốc là xứ sở của ngọc trai, thành ra mình phải biết đây là ngọc trai thật. Cái nào cũng có vô gương mà nó có bánh là ngọc trai, còn mà nó không có bánh là nó không có ngọc trai. Cái đó là vỏ chai, cái viên bự của cô. Rất nhiều muốn nướng luôn. Ghé lựa đi gia đình ơi. Rất nhiều muốn nướng luôn. Bánh tráng đâu rồi? Tráng như cái đó rồi. Rồi bánh tráng em giao chú nào. Món ăn vặt ở đây rất là đa dạng và phong phú. Chợ đêm Phú Quốc là một chợ rất là đặc sắc và đặc biệt. Bởi lẽ ở đây tập trung mua bán, thuận mua vừa bán, không có cái sự kèo này hay là kèo giá gì hết. Tất cả đều rất là tự do và tự nguyện luôn. Đây có những cái gian hàng bán trái cây. Ngô Lê cùng gia đình tham quan cái chợ đêm Phú Quốc này, nói chung là
hồi xưa tới giờ thì chỉ biết chợ đêm Đà Lạt, nhưng mà chợ đêm Đà Lạt nó cũng không có đặc sắc bằng cái chợ đêm Phú Quốc. À, những cái tiếng gõ mà làm những cái kem này rất là hay nghe mọi người. Những tiếng gõ này nghe rất là vui tai luôn á, mà cái tay thì ta làm rất là nhanh để làm ra một ly kem rất là nhanh á. Rất là điêu luyện luôn. À, giống như một nghệ nhân mà đàn nghe đánh trống vậy đó. Bên đây là giải bán quần áo thời trang nha các bạn. Đó. Đang làm một cái bánh rất là ngon. Ở đây có một cái chỗ bán tiêu nè, tiêu xanh nè, tiêu hạt đen, tiêu sọ là tiêu của Phú Quốc đó. Rất là nhiều luôn. 100. Chợ đêm Phú Quốc bây giờ rất là đông khách nghe mọi người. Một cái hình thức họp chợ rất là đẹp và bắt mắt với mọi người. Nốt là con đường thốt nốt, còn bánh, cái này là bánh thốt nốt, cái thốt nốt vào ra là mà không phải bánh bò này, bánh bò cái này nó cũng gần như là bánh bò vậy. Cái này là hai cái, 15 cái. Bánh rất là ngon nha. Thơm quá, không có thơm quá mà không cho thơm nè. Dạ đúng. Cái không nóng à? Này, này. Ở túi sách không ạ? Cảm ơn chị. Em chờ cái máy nó chờ nó coi. Cái bằng lấy nó chờ cái máy nó coi. Đâu thử coi. Thử coi. Đúng. Đây là gian hàng bán khô các loại nè. Chợ đêm càng lúc càng đông nghe các bạn. Rất là đông luôn. Đây có ba gian hàng đồ lưu niệm bán rất là đẹp luôn nè. Yeah.
Cái to con tôm hùm nhiêu ký à? Dạ con ký khoảng cái này là cái bên đây là 1.8 triệu. 1.8 triệu một ký. Đây là các loại cua và ghẹ nha các bạn. À, đây là dạ, con ốc tai tượng. À, ốc tai tượng là ông con này rất là quý đó ha. Dạ. Khó kiếm là phạt bao nhiêu ký vậy? Dạ, 400 ngàn một ký ốc tai tượng. Đây có những gian hàng bán ngọc trai nè mọi người, rất là đẹp luôn. À, ngọc trai. Giá xem lựa ngọc trai về mình tặng làm quà. Rồi bây giờ ăn gì lựa đi. Có gì? Mực là mực. Bà lấy cho cây nha. Này nha. Bây giờ chọn một số cái thức ăn nhanh này. À, sau khi mà lựa chọn hải sản không thì đem qua cái khâu nướng nha. Bốn tầng. Các bạn thân mến, sau khi mà xem cái chợ đêm Đà Lạt thì Ngô Lê cùng với gia đình có dùng một cái số hải sản nho nhỏ nè các bạn. Đây nè, trông rất là ngon á. Đây là mực nè, mực nướng nè, đây là tôm nướng nè, đây có mấy con bạch tuộc nè, à, đây là mấy con sò đó. À, trông rất ngon nè. Bây giờ mình ăn thử nè. Đó, ăn mực thử coi nè. À, chấm đây cho. Rất là ngon luôn. Ngon, ngon lắm, ăn đi. Muỗng à? Ở đây chế biến đồ ăn ngon lắm nha mọi người. Đây là con tôm
tôm này chắc tôm tôm sú, tôm thẻ gì quá. À, bột ra nè. Đó. Chấm miếng này nè. Rất là ngọt. Ăn đi. Cái này là mấy cái sâu này có cà. Các bạn thân mến, thì quả thật là cái chợ đêm Phú Quốc là một chợ đêm nhộn nhịp và đông vui nhất mà Ngô Lê từng được biết các bạn. Ở đây thì bán rất nhiều những cái món ăn ngon và người bán thì cũng rất là thân thiện. À, đây là một nét văn hóa đặc trưng của cái Phú Quốc này. Nếu như ghé đến Phú Quốc thì các bạn cũng hãy đến cái chợ đêm Phú Quốc một lần để cho biết những cái nét văn hóa đặc trưng ở đây. Video của Ngô Lê đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau nha. Khi xem video thì các bạn cũng nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Ngô Lê nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.